chào các bạn nha. Hôm nay thì mời các bạn cùng xem cái con máy cày mà pho chạy mà chuột đất ở đồng của Tây Ninh nha các bạn. Hôm nay mình đến Tây Ninh nè, mà gặp cái con này thì quay lại cho mà là đang làm đất nè, quay lại cái cảnh mà làm đất ở đồng Tây Ninh nè cho mọi người cùng xem. Đây thì đồng Tây Ninh ở đây thì có gừng cao su và mì. Thì trước màn ảnh của các bạn là cái hàng cây cao là cây cao su, còn mấy cây thấp đó là mì á. Đó, như mấy cây thấp đó, chậm thấp đó là khoai mì. Thì như cái mấy cái miếng ruộng này á là đã thu hoạch khoai mì rồi đó, bắt đầu cái người dân người ta là trồng lại xạ lúa lại đó các bạn. Làm đất xạ lúa lại. Cái cảnh mà dọn đất làm ruộng này cũng giống như ở là miền Tây, thì cũng chạy chục là bình thường. Thì cái con máy này anh này ảnh có chế theo cái bông chuột ở phía sau lôi, kèm theo cái miếng dán nữa nè. Đó, bên kia là khoai mì đó, gừng khoai mì với là gừng cao su rất là đặc trưng nha các bạn. Lúa thì ở mà Tây Ninh này thì nó nào thì có là bà con nông dân là chia sẻ là chỉ là nói là cây lúa là cái cây phụ thôi, còn chính là khoai mì với mà cao su là chính. Lúa là trồng để như đổi lấy lúa là để dành ăn thôi, chứ mà không có vụ bán. Là để lại vài năm mùa sau là ăn, còn lại là họ trồng khoai mì. Cái con pho này một cầu chạy nghe tiếng thấy nặng nề quá đi. Pho màu xanh. Cái miếng ruộng này cũng không có lớn, hung tầm khoảng cái chừng có hai con đất. Đất ở đây cũng khá là ngộ giống như đất ở là như ở này là như ruộng trên như đó các bạn, ruộng trên ruộng dưới vậy đó. Cái miếng này với miếng kia thì nó cao thấp với nhau cũng khoảng vài tấc, cái 5-7 tấc vậy đó. Đó, như mình đang ngồi trên cái bờ ruộng này thì phía bên này là ruộng trên nè, này ruộng dưới cách nhau khoảng cỡ cũng khoảng cả 5 tấc đất à, cao thấp. Miếng đang chụp này là thấp hơn. Cái mà loại đất ở đồng Tây Ninh này là rất là ngộ, chứ không phải như ở đồng ở miền Tây. Chạy thì không có lúng hung, ở đây là như đất dòng cát vậy đó các bạn. Chạy nó xuống coi nhiêu đó là rồi đó, không có sợ là lúc này nha. Ở
trên này là mình gặp những cái con máy như mà máy kéo kéo mọt, kéo phai mì đó, chiếc nào chiếc nấy bền bền luôn, đồng thời nên là máy gặt cũng rất là dữ dằn luôn. Như mấy con mặt xay nè, mặt xay mà 920 mấy nữa mình cũng quên rồi, với mà 825 có là Belagos, hàng siêu to không à. Pho 4.000, một cầu, người dân mình ở đây ở Tây Ninh này thì họ làm là xen canh với nhau. Đó, một đã bây giờ thì xuống giống lúa xong hết vụ lúa là chuyển sang là trồng là cây mì. Như mấy miếng ruộng mì bên kia còn lại đó, khi mà họ ăn mì xong là họ sẽ trồng lúa rồi mới quay lại trồng mì. Ở đây họ rất là đơn giản, họ làm rất là đơn giản, chạy chục vòng vậy là xong luôn đó. Có cái miếng chạc ở phía sau gạt thì là xong đó, chứ không phải như người miền Tây mà khi mà làm đất rồi cái bắt đầu cái mới cho thành tạch vô mà lết đến được lon. Là ở đồng Tây Ninh này là không có thành tạch tàn hang đó nha các bạn. Không biết có hay không nữa mà mình chưa thấy ha, mình chưa thấy thì mình nói là không có thôi, có gì sai sót thì các bạn cũng thông cảm đó. Như cái anh này anh làm gì là gọi đó, là xả lúa đấy.